Đây là cháo ăn liền nhé. Còn đâu cháo ăn liền thì người ta cháo ăn liền thịt băm thì người ta sẽ không có chả, nhưng mà mọi người là có thể là tự gọi là tức là cháo ăn liền thì rất là nhanh, mình không phải nấu nướng nhiều ấy. Mấy cả khi mà chán ăn cơm thì nó cũng dễ ấy. Thì mọi người có thể là mua thêm cái đồ ăn bên ngoài, ví dụ chả này là mình tự mua thêm này, chả thịt băm rang sẵn rong bỏ ra, hoặc là mắm ruốc, hoặc là ruốc, hoặc là tôm thịt gì đấy, mọi người là ăn theo ý mình. Thì hôm nay mình thích ăn chả thì chả này là mình cho thêm vào, thì cái này nó rất là nhanh, cháo ăn liền này rất là nhanh, bắt đầu là ấy xong cái đổ nước sôi cái là xong đây nhá, đổ nước sôi vào, đổ vừa phải đó, loãng quá thì đấy. Loãng quá thì nó sẽ ấy, ngoáy ngoáy, nên là ở đây nó có trong này nó có bột canh nhá, ngoáy đều lên. Chín ngày nhanh lắm đấy, trong trường hợp mà ví dụ chẳng hạn như là mọi người mà vội á, hay là mọi người không muốn nấu cơm ấy, bận gì đấy không kịp nấu cơm chẳng hạn, thì sau bắt đầu là buổi trưa rồi các cái hàng quán người ta cũng bán, nó cũng hết đồ ngon rồi ấy. Thì lúc này là mình có thể ăn tạm như này cũng được. Thế này là thay thái cháo thôi, mọi người có thể là cho nước vừa theo khẩu vị của mình, nó cũng ngọt, nó gọi là gì nhỉ, nó cũng dễ ăn ấy. Nó nhanh, quan trọng là nhanh, nó không bị nhạt, nó không khó ăn như là yến mạch, nó dễ ăn hơn nhiều ấy, thuận tiện hơn. Đây này, nó cũng đậm đà gia vị, dễ ăn.